Ồ, thế mà đông phết nhỉ. Thôi chắc mình bắt đầu đi, kệ những bạn nào lên. Rồi, ok. Không cần thấy anh được, cho họ thấy cái này là được rồi. Anh thì có không quan trọng, nghe tiếng là được rồi. Thì cái buổi họp ngày hôm nay ấy, là mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Nói chung là ngoài cái phần bình thường là mình chỉ phân tích kỹ thuật thôi, nhưng mà bây giờ là cái phân tích kỹ thuật nó mình phát hiện ra là nó phải dựa trên mà cái sự hiểu biết về thị trường thật nó vận hành là gì. Và thị trường thật vận hành nó sẽ là nguyên lý về kinh tế vĩ mô. Mà kinh tế vĩ mô thì các bạn biết rồi là nó là vấn đề khó. Kinh tế vĩ mô thì là vấn đề khó, không phải ai cũng hiểu. Và có rất nhiều người nói với mình là khó quá, anh dạy em phân tích kỹ thuật thôi, chỉ về phân tích kỹ thuật thôi thì nó dễ hơn. Nhưng mà những cái chỉ số về kinh tế vĩ mô, ví dụ như là thất nghiệp hay lãi suất hay đủ thứ các hoạt động mọi thị trường mở nó không vào, thì mọi người không muốn là tiếp thu những cái kiến thức đấy, mà chỉ muốn những kiến thức nào vào nhanh để chúng ta có thể bấm lệnh được. Nhưng mà với một cái người chuyên nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng là cái biểu đồ như thế này này, nó có hiện ra cho chúng ta bản chất là phải có các nền kinh tế giao thương, đúng không? Thì nền kinh tế nó vận hành như vậy thì nó mới ra được những cái này chứ. Nên là chúng ta vẫn phải hiểu về nó thì mới lên chuyên nghiệp. Mình thấy không có một ai pro mà lại không hiểu về kinh tế vĩ mô. Chắc chắn, nếu không sẽ đi vào con đường là đánh bạc, thủ thuật. Tức là chỉ có hai chiều lên xuống, bấm lên cũng được, bấm lên cũng được. Đôi khi nó sẽ đúng cho chúng ta rất nhiều lệnh liên tiếp, thậm chí đúng một giai đoạn dài. Ví dụ như bạn nào mà theo trend chẳng hạn, giả sử cái đoạn này hai cái đường MA cắt nhau thì cứ thế miệt mài tìm đường mua lên thì nó sẽ đúng suốt một thời gian dài, lại nghĩ rằng là đúng luôn, nghĩ rằng là nó chỉ có thế, cho đến khi lại bắt đầu vào giai đoạn này thì lại chết. Và đây là trường hợp này, rất nhiều bạn hay chết kiểu đó. Các bạn nói với mình là em chạy theo hệ thống, tức là dựa vào công cụ. Hệ thống của bạn ấy bao gồm có mấy cái đường MA, nó cứ cắt nhau là cho hệ, tức là cắt nhau đường MA nhỏ, cắt đường MA lớn từ dưới lên thì là chen tăng, cắt nhau từ trên xuống thì là chen giảm, và cứ thế là miệt mài bay theo. Thì đúng giai đoạn nó trùng thì ăn rất nhiều, nhưng giai đoạn mà nó đi như thế này là nó cắt nhau thì sẽ cắt trên đỉnh, nhảy vào mua thì sẽ đu đỉnh, mà nó cắt ở dưới này thì là cắt dưới đáy, thì nhảy vào bán thì lại là, và nó xoay quay cho 2 tháng thế là bay luôn cái đã có lãi, thậm chí còn âm luôn. Thì đấy là lỗi kinh điển do không nhìn được câu chuyện thật của thị trường. Mọi người hình dung không? Không nhìn được câu chuyện thật của thị trường. Thế nên là phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản, chúng ta cùng giải quyết một vấn đề chung, đó là thị trường thật sự nó đang như thế nào, liệu sắp tới là cung sẽ làm sao hay cầu sẽ ra làm sao. Mình lấy ví dụ nhé, bây giờ tình hình mà nếu như dịch bệnh nó quay trở lại nặng thì chắc chắn là cái nguồn cung ở trên thị trường sẽ là dư thừa, đúng không? Dư thừa, vì mọi người ít chi tiêu, mọi người chui vào trong nhà ở, không có tiêu dùng, cái nguồn cung dư thừa tiếp là ví dụ như dầu, đúng không, phục vụ cho việc đi lại, là có ai đi lại đâu đó, thì dư thừa, mà thông thường dư thừa thì giá sẽ thế nào? Giảm. Thì đấy là câu chuyện thật mà, và lúc đấy nó sẽ biểu hiện ra trên biểu đồ. Tất nhiên nếu chúng ta hiểu được tổng quan của thị trường thì nhìn vào biểu đồ chúng ta dễ đọc được hơn, tức là đoán được. Đấy mới là cái phân tích kỹ thuật có câu kinh điển là giá phản ánh tất cả, là phản ánh là các bạn phải đọc cái đó, chứ không phải là nhìn vào đây là như thế này là cầu, như thế này là cung, rồi những cái vùng CP, CPF thì nó giống như chương supply demand mà các bạn hiểu. Mình khẳng định luôn, ở Việt Nam này, nếu những người mà mình biết cái độ hiểu biết về cái phương pháp supply demand, chắc chắn chắc chỉ khoảng được khoảng 20% cái kiến thức thực sự của cái người mà sáng tạo ra
cái cách đọc thị trường như thế. 20% là nhiều lắm, bởi vì là tam sao thất bản là thứ nhất là về ngôn ngữ dịch này, cái thứ hai do trình độ của người dịch chưa chắc đã hiểu hết cái ý mà cái ông muốn truyền tải, nên dịch ra nó nhìn đọc qua thì nó rất là thô sơ, cũng giống như là cái cuốn Ichimoku đúng không, của anh Thái Phạm dịch nhà cô Nikolai Elliot. Thực tế ra là những người nào mà không thực chiến đọc cuốn đó thì sẽ rất là mông lung, không hiểu. Bởi bản chất trong phần đấy thì trong cái cuốn đấy nó cũng chỉ biết có một phần về ý chí thôi, còn lại là phần về nến và các cái case study của cô ấy đã trải qua, tức là những cái ví dụ mà cô đã trải qua. Nghe thì rất là hay, nhưng mà sau này mình đọc mình phát hiện ra là như thế này mà mình không hiểu gốc thì là mình sẽ thành đu ngọn cây thì thế nào cũng chết. Đó thì câu chuyện về USD thì gần như là nó là đồng tiền chính trên thế giới, một khi nó đã hắt xì hơi thì các đồng tiền khác hay là các cái khu vực kinh tế khác đều biến động theo. Như đợt này thì mình cũng nhìn ra là U giảm nên là mới tập trung vào ông này. UF30 mọi người thấy cú này không? Ai nghĩ được cú này đúng không? Sau khi nó đi thì mới trên nó lao đến đây bố nó nắm luôn, trừ nguyên cá mập là đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Thì ở đây chắc chắn là người ta lượng mua vào rất là nhiều nó mới đẩy được lên như thế này, mà mua sẽ là mua cổ phiếu. Còn cái việc mà mua chỉ số nó có tác động đến vào cái giá thật này hay không thì không biết nè, không có một tài liệu nào nói, mà cũng chẳng có ai nói là giả sử như ông Thành ở đây ông bấm 1 triệu lót bên này, không phải là mua cổ phiếu mà ông chỉ bấm đặt cược giống như chúng ta này, thì nó sẽ lên cái triệu lót mà cái sàn đấy nó ôm cái thì lên kiểu gì đúng không? Nên là mình cũng không hiểu được là bao nhiêu phần trăm từ cái thị trường phái sinh, vì bản chất chúng ta đang là phái sinh mà đang đặt cược mà, nó sẽ tác động đến cái này. Điều này là điều không ai nói, kể cả phái sinh Việt Nam nó cũng không có công thức cụ thể luôn, rất là khó đoán. Nên là tốt nhất là chúng ta phải hiểu bản chất ở đây là nó lên là do người ta mua cổ phiếu rất là nhiều. Thì chỉ số này là chỉ số của rổ UF30 mà. Hiểu nôm na như vậy đi, vì sau này nếu các bạn muốn hiểu sâu hơn thì bắt buộc các bạn phải học về chuyên ngành kinh tế và được dạy rất là kỹ, nhưng mà chúng ta không có thì chúng ta chỉ cần nhìn về nguyên lý thôi. Mua bao nhiêu không mình biết, nhưng ở đây chắc chắn nó phải mua rất nhiều mà mới lên, đúng chưa? Sau đó là trên đoạn đường đi lên này nó sẽ có rất nhiều các cái vùng cầu mới được tạo ra, mà nhìn vào hình thế của cây nến, tức là hiểu cây nến là chúng ta đã có thể nhìn ra này. Ví dụ cây nến xanh thì như này đúng không, thì cái chỗ râu này của nó là chắc chắn là họ phải mua rất nhiều thì chỗ râu này nó mới rút lên được. Kể cả nó là màu đỏ mà cuối tháng thì chỗ này nó vẫn là có lực mua, chỗ này hay chỗ này đều ra, và mọi người nhìn tháng thì mọi người đã thấy ngay chỗ này. Đây này, đó. Không cần phải là quá cầu kỳ, nhìn mình hiểu tính chất là nhìn chỗ này là có lực mua mạnh nó mới tạo ra được cây nến dài thế này. Nên khi cây này quay trở lại thì đừng có dại mà canh bán cái cây đỏ này này, mặc dù nó là cây đỏ nhưng mà về cuối tháng nó vẫn là rút chân đi lên, nên cái vùng này vẫn là vùng cầu mới được tạo ra, nhìn vậy đủ biết. Còn lại muốn mua bán ở đâu thì lúc đấy mới lọ mọ đi vào trong, thì lúc này là mới các cái công thức này mình đã xác định rằng là mình sẽ chỉ có, chính bởi vì thấy đồng tiền nó vẫn đang lên, chỉ có canh mua thì lúc đấy cái vùng cầu mới nó mới phát huy tác dụng. Ví dụ như đây đúng không, CP của supply demand này, đúng chưa? Thì vùng trường hợp này ông làm limit là đúng này, nhảy vào đây này limit là đúng này, nên là rất nhiều người ăn sell cái đoạn từ đây xuống đây này, đảo chiều thì lúc đấy mình phải té ngay rồi. Vì vùng này chưa bị phá thì mình không bao giờ nghĩ đến chiều sell, vẫn miệt mài là tìm đường mua lại. Từ đây lên đây ấy, trong khung nhỏ sẽ rất nhiều đường để mua, rất nhiều cái điểm để mua, các bạn thấy không? Lúc đấy mới hiểu được cây này này
là Doji. Thì cây này là trước đó nó bán số rất mạnh đúng không? Đáng lẽ nếu lực bán mạnh thì cái cây tiếp theo nó sẽ trượt theo cái lực bán đó, mà đây bị cây Doji này khựng lại, đúng chưa? Và cây này là giống như là cây xác nhận lực mua quay trở lại này. Thì bản chất ghép ba cái cây này lại nó sẽ thành một cây pin 3. Vùng này là đã trước đó mình đã chứng minh nó là vùng cầu rồi. Thế pin 3 ở vùng cầu không nhảy vào mà mua là còn bán làm gì? Đúng chưa? Trên đường đó nó lại còn tạo ra hai cây này nữa này. Nên khi cây này xảy ra này này, những tín đồ của bearish and wolfing á đơn giản nhảy vào nến bao trùm nến chìm với lại giảm như thế á, nhảy vào là bao trùm giảm là chết hết. Nó lao xuống như thế này thì mình đọc được là ít nhất nhá, không mua được thì mọi người phải đọc được là vùng này là vùng cung lao xuống, nhưng mà vùng cầu gần nhất nó ở đây rồi thì chỗ này là phải dừng lại chứ đừng có vào lệnh, rồi còn may còn không mất tiền, còn mua lại được là mua lại được thì là ở cái level khác. Còn ít nhất là hiểu đơn giản nên là đừng có dạng mà bán. Cái cây này này, mình mua biệt bài lên đến đây này. Mình mua lên đến đây này, nhồi 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 lên đây là phải đưa SL về khu vực này lên. Và tối đó là cây H4 ấy. Nó sập một phát thì SL vẫn còn dương. Vẫn còn dương. Thế ok rồi, cho cây này xong. Đánh giá ngay vùng này. Nó xuống mọi người nhìn cái cây D1 như thế này này. Đây mới gọi là đọc hành động giá nha. Cây D1 thì là cả ngày nó sập như thế này. Nếu ai chỉ dựa vào là anh chơi theo khung nào á thì quá như D1 nó là biểu hiện một mình mà, nhưng thực tế là nó sập có 4 tiếng cuối cùng thôi mà. Trong một ngày thì cả ngày nó lên, nó sập có 4 tiếng cuối cùng thôi. Mổ nó ra thì đây nó chỉ có mình cây này thôi. Nó khác với ý nghĩa của cả một ngày. Nếu như là ở trên này nó sập xuống từ sáng, nó sập xuống từ sáng và cuối ngày nó vẫn cứ nằm ở đây ấy, thì lại là chuyện khác. Là chuyện khác nhưng lúc đấy phải tính kỹ hơn. Nhưng mà nó sập như này mà vùng này mình thấy nó là mọi người trước đó xuất phát cho lực bán mạnh của cây này đúng không? Yeah. Vùng này đã là vùng cầu rồi, quay trở lại tiếp. Thì chỗ này là chỗ nó break lên đúng không? Yeah. Đây mới gọi là break cao lên thì chỗ này mới là quay trở về cái vùng break thì phải tìm đường mà mua lên chứ. Dòng tiền chính vẫn đang chạy lên, quan trọng là mình các vùng cầu cao dần lên. Em là gì nhỉ? Tên gì? Em mình Thành. Thành đúng không? Yeah. Hai lâu cái đó là đây. Nhìn thì là nó đi xuống. Nếu ai mà theo kiến thức thông thường là đáy sau, thấp bên đáy trước, đỉnh sau, thấp bên đỉnh trước. Anh ơi chen xuống rồi. Đúng chưa? Chen xuống rồi thì miệt mài chỗ này là sell này. Là teo. Đó thì cái khu vực này cung thì mới tạo được có hai vùng cung thôi mà vùng cầu gần nhất nó đã cản lại rồi thì ít nhất mình phải dừng cái việc sell lại chứ. Nếu muốn sell thì đợi nó phá chỗ này ra thì sell hợp lý chứ, đúng không? Nhưng khi nó quay trở lên như này thì lại thấy những vùng cầu mới được tạo ra. Nhìn như này là thấy đúng không? Đây này, chỗ này tư duy nhá, chỗ này là lao xuống rất mạnh đúng không? Nhưng sau đó rút chân và lưỡng lự ở đây này, sau đó là bán tiếp. Có nghĩa là khu vực này nó phải dùng một lực bán mạnh nữa. Mà lực bán nó quay lại đây bị phá thì chứng tỏ là đây là break cao chứ, đúng không? À này break cao mà bước lên thì nó quay lại nó đi lên là đúng rồi. Thì lúc này những ông mà chơi swing đủ bản lĩnh thì vứt đó, kệ nó, thì sẽ ăn được những cái lệnh dài kiểu này. Còn nếu mà không chịu được cảm giác chơi swing nó cứ lên lại xuống, lên lại xuống này, ví dụ như đang lời khoảng 1.000 đô quay lại lại hòa vốn này, lại tiếc biết thế lúc nãy không ấy, lại cắt đi nó lại phi lên lại lao vào được là dễ gọi là dễ ngáo ngơ. Nhưng mà nếu như ai mà đang chơi ngắn thì đoạn này bỏ qua những cái lệnh sell chỗ này đi, chỉ tập trung vào những lệnh mua thôi, là xác suất nó đã cao hơn bình thường. Nhìn H4 thì mọi người sẽ bảo em sell được ở đây ngon, nhưng mà xác suất để xảy ra những cái cây như thế này ít lắm. Sell được ở đây vẫn ngon, nhưng nếu như mà chưa pro á, mình đã đọc là đường nào nó cũng là chen lên ấy, thì chỉ nên tập trung cho những lệnh mua lên, đừng ham những cái lệnh ăn ngược thế này. Xác suất nó không cao bằng, và vào được 100 lệnh ăn ngược thế này có khi chỉ đúng được 30-40 lệnh thôi. Nhưng mà nếu chỉ tập trung vào đúng cái xu hướng chính thì 100 lệnh các bạn có thể thắng được 60-70 lệnh. Như vậy là ok, ép còn chị rủi ro vào nữa là ok. Ví dụ như khi kê này xuống nhé, mà mình không dám bắt đáy ở đây này,
thì cây này đóng cửa thì dưới này chính là một vùng cắt lỗ để nhảy vào mua. Thì sáng hôm đấy là mình đã bắt đầu mua ở đây, mua ở đây. Sau đó thấy là tín hiệu nó quay trở lại đi liên tục là cứ thế là giữ đi lên. Em xem cây bên dưới thấp nhất kia đang ngày nào? Chưa nào? Đã, ok. Thấp nhất chỗ đang ngày này. Ngày 29, 25 tháng 9. 25 tháng 9. Hôm nay là 10 tháng 9. 15 ngày. 10 tháng 10. 10 tháng 10. 15 ngày. Nên là lúc mà ở đây á, mình vẫn dự báo có khả năng US 30 vượt đỉnh một lần nữa. Khả năng, nói là khả năng thôi nhá, chưa hỏi là chắc chắn. Và với tình hình hiện tại thì mình thấy khả năng đúng. USD vẫn sẽ tiếp tục lịch trình lên thì chưa hẳn nó tăng quay trở lại rồi. Vì cái việc mà bơm tiền ra thì là nếu như được hấp thụ hết thì đợt này ông Trump ông muốn cho các doanh nghiệp nhỏ thì cái lượng đấy, lượng tiền đấy ra thì các doanh nghiệp nhỏ nó sẽ giống như là đủ để cho người ta hấp thụ cái chi tiêu hồi sinh, thì chắc chắn là chứng khoán thì sẽ là cái thằng đi lên, chứ USD thì có thể giảm hoặc lình xình ở đó, nhưng chứng khoán sẽ là thằng đi lên. Thằng vàng thì mình lại bỏ qua, đơn giản là bởi vì là yếu tố đầu cơ nó quá nhiều. Vàng là mọi người hình dung này, nó khác với chứng khoán. US 30 là cơ sở của nó là các cổ phiếu của 30 doanh nghiệp, đúng không? Những doanh nghiệp lớn, giá trị thực. Còn vàng là thị trường cơ sở của nó là cái việc đào vàng lên, gia công kết rồi thành các loại thành phẩm mua đi bán lại cho các quỹ tín thác nó hoạt động nữa, thì là nó không ổn định bằng thị trường cổ phiếu. Nên mọi người thấy là có thể nó vẫn lên, nhưng trước khi lên nó tụt. Những cái kiểu tụt 100 giá rồi lại lên thì ai mà đỡ được. Ông nào dám limit 100 giá không biết ai đỡ đâu, đúng không? Nó khó lắm nên mình bỏ qua. Không phải không phân tích được, có phân tích được, nhưng mà để trading với nó thì hiệu suất nó khó hơn thằng web 30. Thế thôi, giải hợp thằng này. Nào, bây giờ mọi người đã hình dung được là thế nào là hành động giá chưa? Hành động giá không phải là mô hình nến và mẫu hình giá nhá, mà mô hình nến, mẫu hình giá nó chỉ là một phần biểu hiện của hành động giá thôi. Bởi vì nến nó có thể là cái này mà. Đâu nhỉ? Nó có thể là cái này mà. Nó biểu hiện trên biểu đồ thì có thể biểu hiện bằng đường line hoặc là cái thanh ba này mà. Ủa đâu liên quan gì? Tại sao lại ép là price là hành động giá là chỉ có mô hình nến, mô hình giá? Riêng cách tư duy là đã thấy chết rồi. Tức là cái hiểu biết thực sự nó không nằm ở cái gốc mà là ở cái vỏ. Mà tư duy kiểu đấy là nó sẽ bị giới hạn luôn phân tích. Tức là nó sẽ bị anh ơi là đây làm gì có mô hình mà anh vào, đây làm gì có mô hình mà anh vào. Hoặc là gặp một cái lỗi đó là anh ơi tại sao em ở sàn này thì H4 thì có mô hình mà sàn khác, cái sàn bên kia không có mô hình, bây giờ em phải theo thằng nào? Giả sử nhá, ở đây thì có mô hình nhưng sàn khác ở đây làm gì có? Nó không có. Ở đây còn có là cái mô hình là cái cây này nó chùm cái cây này, đúng không? Nhưng nếu mở cửa khác đi, sàn khác nó không có thì làm nào? Vậy thì chỉ còn một cách thôi là các bạn phải đọc tính chất của vùng giá này. Vốn trước đó đó mình đã đọc là nó là tính chất vùng cầu rồi. Thì về đây á, chỉ cần các bạn nhìn thấy có cái lực mua quay trở lại là nhảy vào mua theo được rồi. Không cần biết mô hình gì luôn á. Nếu mà đã đọc được tính chất rồi, bởi vì nguyên lý bất biến của thị trường là cầu tăng thì sao? Giá tăng, đúng không? Cung tăng thì giá giảm, đúng không? Thì mình thấy cầu tăng rồi thì mô hình nó kiểu gì thì kệ nó chứ. Nhưng mà khi có mô hình rồi thì nó là thành cái giống lúc đấy là công cụ để chúng ta ra vào lệnh. Ví dụ như cây này xảy ra xong thì SL dưới này. Mọi người đúng không? Cây này xong thì SL dưới này. Mua ở đây SL dưới này chẳng hạn. Hoặc là lúc đấy các bạn dùng hai cái đường MA mình để ở đây cũng được này. Đây, các bạn thấy không? Hai cái đường MA ở đây này, giá nó bắt đầu là chạy lên mạnh này, sau đó là MA nhỏ cắt MA lớn từ dưới lên, thì đoạn này cứ canh mua, khi nào nó cắt lại thì dừng, khi nào nó lên lại bắt đầu canh mua, đó kiểu đó, đấy là một cách dùng chẳng hạn. Hoặc là những bạn là lúc này dùng cái kháng cự hỗ trợ,
thì nó lại ra, ví dụ như đây là một cái vùng hỗ trợ đúng không? Vẽ nó ra đây đúng không? Khi nó quay trở lại cái vùng này này mà thấy xuất hiện đây cây này thì đây có phải là một vùng để vào không? Và L ở đây đúng không? Đó, cứ thế là nhảy vào. Lúc đấy nó chỉ còn là lựa chọn, gọi là chiến thuật mua bán kiểu gì thôi, do từng người khác nhau, chứ không cần phải là theo cái công thức cố định nữa. Mà cái gốc là các bạn đọc được là nó sẽ lên, các bạn phải khẳng định được là nó là bao nhiêu phần trăm là nó sẽ lên. Mình đã đọc ở đây là khoảng 70-80% là UF30 lên, thì lúc đấy mới nhận mạnh dạn để có mua được chứ. Cắm bộ anh lên. Hay như tối qua đây mọi người nhìn này, đây này, nó lao xuống mà nó quay trở lại thì đây này, cây này thì chỗ này là chỗ mua tiếp này, SL thì gần ở đây thôi, đấy là kỹ năng trading đấy, là vẫn ăn được rồi, ít nhất là xác suất nó sẽ cao hơn cái lệnh sell xuống. Nó hình thành rồi, nhìn nửa đầu rồi thì nhìn thấy rõ đấy, cái quan trọng nó đang chạy cái gì. Mua chỗ này nhìn nó còn đẹp, mua chỗ này này nó thoáng này, chỗ đó thì phải nhìn cái cực qua cầu kỳ cầu chứ, ít người dám để vào mua rồi. Nên lúc mà anh post lên là anh mua ở đây đầy ông inbox nhắn tin mà khoan như sao chỗ đấy trước đó như thế này mà anh dám để vào mua, chỉ cầu nó chờ đến về đây anh ơi này đến kia rồi đừng để nữa. Nhưng mà nếu nói vậy là nguyên tâm là nó giảm mà, nó đang giảm từ từ ngay chỗ đó mà. Không, nó giảm nhưng mà nó có giới hạn của nó nhưng mà. Đây hả? Có cái lực săn lại à? Có lực mua là chỗ này hả? Dạ. Không, chỗ này nó chỉ thể hiện là cái khối lượng nó nhìn nó mạnh thôi. Đúng rồi. Chứ còn lượng mua hay bán không biết. Chứ không phải cái màu này là cứ xanh là thể hiện cho lên. Em hiểu không? Chị chưa đọc được cái volume này đâu. Thực ra cái này em dùng là nó là cái cuối cùng, nó cũng mang tính là kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi vì cái volume của chúng ta là tích volume chứ không phải new volume. Nên là cái này nó thuộc vào từng người, nó không có công thức chung. Thành là giống như là giống như là một cái con dao mà mình dùng nhiều là thành nó quen ấy. Mà đổi cái loại dao khác là mình dùng không được. Và bây giờ các bạn muốn hỏi gì nào? Qua cái mình chia sẻ các bạn muốn hỏi gì? Hôm kia lúc nãy bảo thấy nhiều câu hỏi lắm mà. Cái cây pin 3 đó mà em thường để em mua á, mà nếu mà nó không có em dùng ASI á, RSI mà nó không có quá bán thì em không mua, nhưng mà nó cứ lấp lấp lửng. Cây nào? Cây đó nếu mà khi bỏ RSI vô nó không có bị có mua thì không dám mua, tại sao nó không tăng á. Nhưng mà nếu phân tích cung cầu danh á thì dù nó không có quá bán thì vẫn mua. Mất vào mua ở thì toàn chết như vậy, còn đôi khi nó đang ở trên đỉnh á, nó xuống nhưng mà ASI nó đang có mua không? Mình mua cái là nó nhịp vài cái rồi xuống tiếp nữa. Thì là lưu tới là cũng cung cầu thì nên giờ em bỏ ai đai luôn. Em bỏ ai đai luôn. Ai đai là nhiều trường phái, với là em tiến độ biên tích Airfin nó cũng đi luôn. Thực ra là cái RSI hoặc stop nó chỉ là cái tham khảo thôi. Tại vì cái vùng qua bán qua mua có phải là nó đụng đến qua bán thì nó bật lên, mà qua mua thì nó bật xuống đâu. Nó còn sideways ở đó. Nên là cái đường đó nó còn chạy mãi. Nó chạy chán rồi xong rồi nó mới, chứ nhiều khi các bạn tư duy là ASI đụng cái vùng quá bán là cái vùng đáy là các bạn mua thì cái đấy nó là tư duy sai. Cùng một cầu ấy, còn mấy cái bỏ đây này. Nếu các bạn muốn xét cái đó thì các bạn phải xét làm cho cái việc này này. Các bạn khẳng định rằng uptrend cho cái giai đoạn này nó là 80-90% á, thì tất cả những cái vùng hồi như thế này là để mua giá rẻ. Đúng rồi. Lúc đấy coi như là bỏ hết các loại công cụ được. Bởi vì sao, nhìn này là cũng đủ rồi. Nếu mình đã khẳng định được là 80-90% nó là uptrend thì những cái cú này là để mua lên. Chẳng qua là những cú này lao bắt ở đây thì nó hơi nguy hiểm, thì đôi khi là nó sọc xuống cái L của mình không biết đặt L ở đâu, thì đợi nó lực hưởng lại thì nó cho mình cái điểm này thành điểm L, thì lúc đó mình nhảy vào thì ok hơn, em nhìn đúng không? Hoặc là lúc đấy em mới dùng, bây giờ anh sẽ mở cái thằng RSI lên cho em xem lên. Chỉ cần đọc được vùng giá RSI là cái gì nè? Đọc thì trong chỉ số trong giao động đây à?
đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Để thông số 14 và 14 luôn nhé. Bình thường. Đây đúng không? Bình thường là sẽ là lên trên cái này là quá mua, xuống dưới cái này là quá bán đúng không? Đúng, xuống dưới quá cái mức 30 này là thành quá bán đúng không? Thế thì ở đây á, trong trường hợp nếu em đọc được nó là uptrend đi lên. Nó là uptrend đi lên. Thì chỗ này là em chết đúng không? Có thể ăn sell được cái đoạn này đúng không? Nếu như mà dùng đơn giản là như thế. Nhưng mà đến đây thì là test giá mua. Bởi vì nó đã quá bán rồi. Mà 50 không biết mua đúng không? Đó, đó. Thì thông thường á, nếu em đã so sánh với cái như em nói lúc đấy là nếu em đã cho nó là 80% là uptrend lên thì những cái chỗ này sẽ là những cái chỗ để em canh mua. Nhưng mà lúc đấy thì như anh khuyên là sẽ bỏ qua những cái lệnh bán ở đây này. Thì xu hướng chính. Nhiều người mà ăn được thì thôi, thì pro thì ăn được. Nhưng mà về cơ bản là các bạn mới mà ăn được những cú này hồi nhiều á là trước theo điểm đi. Nhưng mà cái gì mà ai ra là từ hồi lúc cái đoạn từ dưới đó lên là không mua điểm nào hết đâu. Đây là chưa tính đến phân tích đa khung. Nhìn thì là như thế nhưng trên H4 chắc gì nó đã vậy. Đúng chưa? Trên H4 thì làm gì cho các bạn sell đâu. Nó đã quá mua đâu. Đúng chưa? Nó đã chạy lên quá mua rồi. Nó về vùng nhỏ nên có. Mà đây, nó chạy từ đây đi lên đây này. Mà ở đây cứ loanh quanh quanh ở đây như này. Dùng kiểu gì? Không quá mua thì là không sell. Mà không quá bán thì cũng chả mua được. Thế có phải là bị phụ thuộc vào cái này không? Đó, bị phụ thuộc. Bị phụ thuộc. Mình, mà đây một đoạn này không ăn thì đến khi thấy cái này bắt đầu nó bắt đầu xảy ra thì gần như là cuối rồi. Hoặc là nó đã lên đến đây này thì lúc đó là cuối chen rồi. Cuối chen thì có khi nó đi vào giai đoạn sideways thì mình lại miệt mài sell xuống thì lại chết. Nào, em hỏi gì nữa? Em dùng cái chỉ báo, nhóm chỉ báo dao động này thì em dùng, em đánh giá tới hội tụ phân kỳ của nó. Cái điểm mà bữa anh post lên á, em cũng nhìn được cái sự hội tụ phân kỳ của cái MACD đấy, nó chính xác tốt hơn. Thông thường những cái mà những cái điểm mà anh vào lệnh gốc được á thì là mọi cái tín hiệu về công cụ đều đúng. Tại vì em thấy nó có cái sự hội tụ. Đúng rồi. Cái đáy của nó cao hơn nhưng mà cái độ dao động anh đo đáy cao hơn nhưng mà cái đây đúng không? Đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đáy bắt đầu cao dần lên đúng không? Nhưng mà cái hội tụ kia thì lại có dấu hiệu là đi xuống. Đây thì nó lại đi ngang. Đúng không? Ý em là này. Đúng rồi, cái đo đáy thì nó cao dần lên còn cái này thì cứ đi ngang. Đúng rồi. Thì ý nghĩa của nó là gì? Thì có nghĩa là đo là cái đáy nó cái đáy hoặc là cái đỉnh nó có vấn đề yếu về cái xu hướng. Thì cái cách nghĩ của em là đúng này. Thực tế ra là đúng trong trường hợp này. Nhưng nếu em dùng nhiều là nó vẫn bất ổn. Đúng rồi. Vì cái gốc em không hiểu. Còn sau này em hiểu cái gốc như anh nói rồi thì là những cái này em sẽ dùng nó linh hoạt hơn nhiều. Tức là em lựa chọn cái thời điểm để em ra vào lệnh nó sẽ ok hơn. Đúng rồi. Vì em cứ bị máy móc là cứ thấy cái điểm đáy đỉnh đó là hội tụ phân kỳ là em nhảy và em canh buy sell thôi. Nhiều người vậy mà bị máy móc. Nói chung là chỉ bắt giá áp dụng thì phân tích giá xong hết rồi, phân tích đúng giá rồi, xong đúng rồi, tức là nó là cái cuối cùng để đúng rồi, để áp dụng coi là xét suất cao của mình hơn. Nó mang tính chất tham khảo thôi. Đúng rồi, chiến thuật mua bán chứ nó không chính xác. Em hiện tại cũng xài, cứ xài cung cầu hết xong bắt đầu áp dụng nó vô sao. Có hai cách để dùng chỉ báo. Nếu em hiểu bản chất của thị trường thì chỉ báo sẽ hỗ trợ cho em đọc được câu chuyện thị trường một cách ok nhất. Điển hình là thằng Ichi. Điển hình là thằng Ichi, nó có đầy đủ yếu tố về cung này, cầu này, trung bình này, đúng không? Tham số N là thời gian này, nó có hết. Và nó có rất nhiều cái để so sánh giống như là một bức tranh tổng quan thị trường được mở ra. Thì em đọc nhờ Ichi mà em có thể đọc được cái đó. Thì lúc đó em có thể view nó lại với cái câu chuyện thị trường thật nó đang như thế nào. Để có cái phương án là chiến lược. Chiến lược nhé. Khi có chiến lược, giả sử đây là chiến lược của anh là từ vùng này anh chỉ có canh mua thì anh sẽ bỏ qua những cái lệnh sell đó. Nhiều người bảo sao không ăn được, đừng có để đầu mình nó lẫn lộn như kiểu đấy. Vì cái chúng ta cần là tài khoản đạt chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì tập trung vào cái gì chúng ta thấy ok nhất thôi. Cái đấy là với những người trading sẽ rất là khó, bởi vì thấy nó mọi người nhiều ông ăn sell từ trên này xuống mình không được tí nào là bắt đầu kém miếng khó chịu. Đúng đấy, nhất là hay vào các group đi khoe khang thế này thế kia.
để làm cái gì? Tài khoản của mình tự quản mà. So với người ta làm gì đúng không? Mà những ông mà sell chỗ này này, mình khẳng định những ông mà sell ăn chỗ này này, level á, nói chung là vẫn còn thiếu, vẫn còn bất ổn nữa xem. Mình không nói là họ không đọc được cái xu hướng lên, mà đại đa số những người mà mình biết xung quanh mình nhé, ăn sell được chỗ này là hạn chế, vẫn còn hạn chế về cái đọc thị trường. Còn một khi đã đọc được rồi, thành thạo rồi thì ăn sell như chỗ này ok, không thành vấn đề. Nó thấy căng thẳng đấy mà. Không thôi, xài RSI xài theo kiểu mà khác tự hỗ trợ trên cái RSI luôn á, để mình biết cái xu hướng nó đi thôi, chứ không có căn cứ theo nó được đâu. Xài theo nó là chết á. Đọc tính chất vùng giá, location mới là quan trọng nhất. Chỉ là nó chỉ hỗ trợ thôi, biết trước thôi. Mọi người xem lại clip mình phân tích thì mình đã nói là ngay từ khi nó ở đây này, mình đã đọc là vùng này sẽ là vùng chiến lược. Tức là anh đã nghi ngờ, khi nó về đến đây nó phản ứng như thế này thì là cái sự nghi ngờ đó càng được khẳng định, đúng không? Chỗ này này, một phe nào mà thắng thì nó sẽ làm chủ một thị trường giai đoạn còn lại. Thì ở đây mình thấy dấu hiệu là phe mua thắng thì miệt mài vào mua chứ. Hiểu không em? Hiểu không? Em là may mắn là mới chơi demo vậy là ok á. Mới chơi demo mà tiếp xúc với những cái kiến thức như thế này á, thì chắc chắn là em sẽ kỹ hơn cả trong những lần demo. Tất nhiên là khả năng là vẫn sẽ có giai đoạn mất tiền, nhưng mà mất còn biết đường quay lại, và mất trong kiểm soát. Giống như ông Hưng kia, ông mất xong thì bây giờ là để bảo nó mất tiền còn lâu. Trên thị trường này chẳng qua là nó không ăn được nhiều thôi, chứ còn bảo nó Hưng mất thì bây giờ khó nhỉ. Yeah. Thấy ông anh Tàng là dễ ghê. Mà đấy là bước đầu tiên để trở thành chơi đơn chuyên nghiệp. Đừng mất đã. Ham hố làm gì mình đã thành nghề đâu. Đại đa số chúng ta chết là do chưa biết gì về nghề mà nhảy vào là bỏ tiền ra đầu tư luôn. Nhưng muốn giàu nhanh là thường là chết. Nhưng mà khi các bạn đã biết rồi thì các bạn sẽ rất nhẫn nhơ và đợi chờ đủ điều kiện, ví dụ như điều kiện về tài chính, điều kiện về trình độ chuyên môn. Lúc đó các bạn sẽ có những cú ăn lớn, sẽ có những cú ăn lớn. Giống như ngày xưa mà cái chỗ này mình nhồi một đoạn lên, tài khoản cũng lên được 10% mà. Nay 17 đâu ai. So với cái gốc là 20%. So với lúc gốc cái lúc đầu. Đấy là một đốt bớt gì đấy. Khoe đi. Nhưng mà đốt bớt đi đi đi. Bây giờ mà giảm lại không nó quay về. Thực ra là muốn mọi người là hiểu mình trên YouTube ấy, hiểu được cái đấy nó hay hơn là cái kết quả mà xô ra trước. Xô thì có gì đâu, thì mọi người thấy mà mình nhận định như thế nào mình vào thế đấy, đúng không? Chứ còn nói thật ra là những tài khoản mà mình cầm á, về trung bình là một tháng 10%, trong khoảng 7 tháng nay nó là 70%. Đấy là lý do vì sao mọi người biết không, là mình nhảy vào trading nhiều, lãi nhiều lại đốt bớt đi. Thông thường là cứ lãi được lại đốt bớt đi, bởi vì cái tâm lý là sẽ có lãi, là khoái vào thêm thế này thế kia, đôi khi sẽ còn là muốn lót to để ăn nhanh ấy, thì cố gắng dí SL nó ngắn lại, tìm những cái vùng mà SL nó ngắn lại, thì thông thường là nhiều khi nó bị quét SL xong nó bắt đầu đi. Điển hình là ông VG miệt mài bắt mua nó lên, ta nói bắt mua nó lên hôm qua chết chỗ này. Đây, chết chỗ này, bị nó quét phân này. SL chuẩn là 136.6. Đây là chỗ này không? Đó, SL chuẩn là ở đây. Nhưng mà bởi vì là... Sai quá. Dạ, em mua vào đây thôi mà. Mua vào đây rồi mà, thì là bạn đây ăn cứ cắt bớt thì thấy cú này break lên chỉ biết sao, làm một phát to. Chị SL ở đây thôi, đợi nó đi luôn. Thì nó quét phát, cuối cùng nó lại đi. Đấy là chết ở những cú trading. Không nghĩ là nó còn sập xuống như thế này, ghét chết rồi chứ. Vào phiên Âu rồi nó còn thế. À lại đốt bớt đi đấy. Nhưng mà mình vẫn bình thường, bởi vì là